Hôm nay 4 tháng 6 năm 2024, thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, khu vực phía Bắc có nơi 37 độ, chiều tối có mưa rào và dông. Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Ngày mai nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ. Cao nhất 34 đến 36 độ. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Độ ẩm 75 đến 80%. Huyện Côn Đảo, đêm nay có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, ngày có lúc mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ ẩm 85 đến 90%. Hải Văn, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ dưới 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày mai 5 tháng 6 năm 2024, mực nước cao nhất 382 cm vào lúc 11 giờ 30 phút và mức thấp nhất 40 cm lúc 19 giờ 30 phút. Chất lượng không khí hôm nay ghi nhận ở mức tốt tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu với chỉ số AQI từ 30 đến 43. Tại thị xã Phú Mỹ, chất lượng không khí vẫn duy trì ở mức trung bình với chỉ số AQI đo được là 61.